Rồi, chào các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn cách làm kèn từ lá chuối nha. Rồi, lá chuối mình mới cắt vô nha các bạn. Giờ mình sẽ cắt một đoạn khoảng 2 cm nha các bạn. Rồi các bạn tước lá ra. Rồi cái đầu thì các bạn cắt bằng phẳng luôn nha các bạn. Cắt ngang phẳng luôn. Rồi các bạn quấn vuông góc nha, vuông góc. Cái dòng thứ nhất là vuông góc nha. Bắt đầu tới dòng thứ hai, các bạn xoay theo chiều sắn ốc nha các bạn. Nghe chiều sắn ốc vậy nè các bạn. Góc nhỏ này nè, rồi mình sắn sắn vô. Này mình này giống như làm cái kèn mà bằng lá dừa nha các bạn. Này hồi xưa mình hay chơi các bạn. Người tuổi thơ. Đó mình sắn vô. Tại vì cái lá chuối nó mềm. Nó mềm nên nó hơi xẹp nha các bạn. Nó không phải như lá dừa này nó bung bung ra. Mình quấn mình vừa bóp. Đó, mình bóp bóp vậy nè các bạn. Nó hở cái miệng kèn nha. Bây giờ mình sẽ hỏi thử nha các bạn. Nó kêu đó các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp các bạn ở những video tiếp theo. Chào tạm biệt các bạn.